Down south, hood baby, hood baby. Make all the girls go crazy. Go, go, go stupid. She's smart like an A-plus student. Up, down, right, down. Looking for your love right now. La, 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 la. Up, down, all around. Turn my stomach upside down. Hello tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với anh em về cái chủ đề, đó chính là làm thế nào để chúng ta có thể là tương tác với con nhện chúng ta, nhện tarantula, như trong hình là nhện whiny nha anh em, hay còn gọi là nhện đầu gói trắng. Và cái tương tác này mình nó gọi là như thế nào, về việc mình cho ăn hay là việc mình chụp hình, mình mở hộp ra mình chụp hình thì mình sẽ không nói ở đây, bởi vì những cái điều đó thì nó khá là đơn giản và mình đã từng làm rất là nhiều lần rồi. Và ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái kiểu tương tác khác, đó chính là chúng ta hen con nhện chúng ta trên tay. Và hen là gì? Tức là chúng ta đặt bé nhện của chúng ta bò tung tăng trên tay của chúng ta, mà bé nhện chúng ta sẽ không cắn chúng ta hay là bắn lông ngứa chúng ta nha anh em. Và đầu tiên thì mình xin chia sẻ với anh em như thế này, là đối với tùy con nhện mà chúng ta có những cách xử lý khác nhau. Cho nên trước khi mà muốn hen con nhện chúng ta trên tay thì chúng ta phải hiểu được cái tính con bé nhện của chúng ta nó như thế nào đã. Không phải là con nào chúng ta cũng có thể áp dụng một cách được nha anh em. Có những con thì tính khí nó khá là hung dữ, cho nên anh em chúng ta phải kiên nhẫn, từ từ chúng ta làm cho bé nhện chúng ta bớt stress, cho bé nhện chúng ta đã quen với chúng ta đi, nó cảm thấy chúng ta không phải là một cái mối nguy hiểm đối với nó, thì lúc đó chúng ta mới có thể là tiếp tục cái bước thứ hai, đó chính là hen bé nhện trên tay được. Và cái dấu, những dấu hiệu nào anh em chúng ta có thể nhận biết được, là khi mà anh em mở cái nắp hộp ra sẽ không có hiện tượng là con nhện chúng ta sẽ dồ ra cắn chúng ta, hoặc là nó vào cái tư thế phòng thủ, đó là nó sẽ đưa bốn cái chân trước của nó lên, nó đưa hai ba cái chân trước nó lên và nó nghe găng ra, nó đe dọa anh em. Ngủ đi tắn lồn mày giờ. Thì anh em khi mà gặp trường hợp đó, bảo đảm anh em chúng ta sẽ tự biết được à. Nếu như hiện tại anh em đã lỡ như gặp cái trường hợp đó rồi thì hiện tại á, thì cái điều cần nên làm đó chính là anh em chúng ta phải cần thời gian. Chúng ta hãy cho con nhện chúng ta thời gian để nó thích nghi với cái môi trường sống và nó thích nghi với sự có mặt của chúng ta. Nó cảm thấy chúng ta không còn nguy hiểm đối với nó, thì lúc đó chúng ta mới có thể hen trên tay được. Ok ha anh em. Và nếu như anh em nào chúng ta á, khi mà chúng ta muốn hen trên tay mà chúng ta còn nhát á, chúng ta sợ con nhện chúng ta cắn á, thì anh em chúng ta có thể sử dụng những cái bước như thế này. Thì cái bước này gần đây mình đã áp dụng và từ từ mình cũng đã hen được trên tay. Thì cho nên mình cũng muốn chia sẻ với anh em luôn trình tự cái bước mình làm. Đầu tiên là mình sẽ cho bé bò lên cái nắp hộp trước, tặng cho bé nó quen với cây đũa, cái cây gấp, là nó biết được là cái cây đó nó không có hại đối với nó. Thường thường mình sẽ thọt cái cây đũa vô là nó sẽ hả họng ra, nó đòi táp cái đũa rồi. Và khi chúng ta đã thấy là con nhện chúng ta nó đã quen như cây đũa rồi thì chúng ta có thể sử dụng lên tay chúng ta. Và lúc này thì vẫn phải có những cái phòng vệ cơ bản. Và lúc này chúng ta cũng phải đề phòng một số trường hợp nha anh em. Tại vì nó đã quen, nó có thể nó sẽ không phản kháng, nó không cắn lại. Nhưng cái trường hợp đá lông thì nó vẫn sẽ còn đó. Cho nên tốt nhất anh em chúng ta khi bắt cái trường hợp này, chúng ta cần phải có một cái bao tay. Như mình không có bao tay thì bây giờ mình chơi thẳng luôn cái bọc. Mình thọt tay vô cái bọc rồi mình đỡ nó lên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em xem. Đây, mình sẽ lùa bé nhện chúng ta lên. Cái tay chúng ta sẽ đặt vuông ngang ngang với cái thành hộp như thế này, đặng như là một cái khúc gỗ, một cái nhánh cây gì đó, đặng cho bé nhện chúng ta leo lên ha. Khi cô nhện chúng ta leo lên thì từ từ chúng ta nâng cái tay lên, nâng cái tay đã mang bao tay lên. Từ từ chúng ta sẽ nâng lên để tạo ra một cái điểm dốc và nó sẽ tự động nó bò bên đó ha anh em. Như vậy là đã có thể thành công được cái cách mà chúng ta có thể đưa bé nhện chúng ta lên trên tay mà nó sẽ không cắn anh em và nó không đá lông rồi. Và khi mà anh em đã quen hơn nữa và anh em tự tin hơn thì lúc này anh em chúng ta có thể dùng tay không luôn. Bây giờ mình sẽ đặt bé này xuống và mình sử dụng tay không cho anh em xem ha.
Rồi, anh em còn nhớ lúc nãy mình hand như thế nào không? Mình sẽ đặt cái tay như thế ngay chân cái thành như vậy, tạo thành một cái khúc cây. Mình lau mồ hôi tay xíu nha anh em, tại mình để cái tay trong cái bọc đó thì cái tay mình nó hơi bị đổ nhiều mồ hôi. Rồi đây, mình tiếp tục cho anh em xem, mình sẽ đó, con nhỏ nó thọt cái chân ra ngoài, chân mà nó không giới được cái tay của mình, cho nên nó không thể leo qua được. Thì lúc này cái tay của mình sẽ từ từ mình nâng lên để có một cái điểm dựa đặng bé nhỏ chúng ta có thể leo qua. Lúc nãy mình đặt cái tay mình hơi thấp cho nên nhỏ nó không thể mà leo qua được. Rồi bây giờ mình sẽ nâng lên từ từ. Anh em cứ từ từ thôi, chúng ta đừng có gấp. Gấp quá thì chọc chúng con nhỏ nó cắn anh em cái một có công lắm anh em. Rồi bây giờ từ từ mình sẽ nâng lên. Anh em thấy không? Rất là đơn giản anh em thấy không? Rồi, nếu anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Sẵn đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà mình sẽ bắt bé nhỏ này luôn nha. Hiện tượng anh em chúng ta bắt thì chúng ta cầm như thế nào sẽ không bị nhện cắn hay là bị nhện đá lông. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cách đó của mình nha. Trước tiên thì mình phải đặt bé nhỏ này xuống đã, rồi mình sẽ hướng dẫn cách đó cho anh em xem nha. Để làm bước này thì đầu tiên chúng ta sẽ dùng 3 ngón, cái ngón giỏ mình sẽ đặt lên cái phần đầu của bé nhện, và cái ngón giữa và ngón cái mình sẽ kẹp hai bên hông của bé nhện ha anh em. Mình đè vào đầu lại, đè ấn vừa đủ thôi nha. Ấn vô hay là anh em chúng ta đè, mà chúng ta đè cái dịp lép ở đầu nó luôn nha. Đẹp lép đầu thì chết queo nhện nha anh em. Đây, ấn vô cái phần đầu chính giữa của nó và cầm lên. Nó hơi bám vô cái cành cây, để anh em đợi xíu mình gỡ ra. Đấy, như anh em thấy thì mình làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng thôi. Tại vì bé nhện này là một sinh vật rất là nhỏ. Thì kích thước hiện tại đang rất là nhỏ nha anh em. Nó còn lớn nữa nha. Nó con này là cái mắt size của nó là phải tầm tới 15-20cm là anh em thấy không? Nó rất là bự đó. Còn con bé này thì bé đực. Đây, anh em thấy không? Chỗ mình hai cái phần ngón nè, mình kẹp chính giữa đây anh em thấy không? Đó, mình kẹp ở đây. Ủa, nó lộ lên cái răng của nó luôn kìa anh em thấy chưa? Cái răng nanh của nó nè, đây. Hai cái răng này nó sẽ có tác động như enzyme đó anh em. Nó sẽ bập vô con mồi, nó giữ con mồi lại. Nó tiêm chất độc vô thì cái phần muối cơ nó sẽ tự động tiêu hóa, rồi bắt đầu con nó sẽ thành một cái món súp gì đó. Rồi bây giờ thì đặt nhện xuống, bỏ con giỏ con tay ra. Rồi từ từ chúng ta sẽ buông hai ngón tay còn lại cho con nhện chúng ta về tăng. Rồi, anh em thấy chưa? Khá là đơn giản, thấy không? Tay của mình nè không có bị cắn và không có cọng lông nào trên đây luôn anh em thấy không? Rồi, nếu như anh em mà chúng ta chưa có đủ tự tin thì có thể làm theo những bước mà mình mới vừa chia sẻ. Mong các anh em có thể là sớm ngày có thể là hen những bé nhện chúng ta trên tay được. Và cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ kênh của mình thời gian vừa qua nha. Chúc anh em có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong năm mới 2021 này. Nếu các bạn nào chưa từng xem video của mình và hôm nay vô tình các bạn đã ghé thăm thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và chờ đón những video tiếp theo mà mình ra nha anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này của mình. Giờ để kết thúc video này thì mình sẽ hand bé lại lần cuối cho anh em xem và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo nha. Nếu như anh em có gì thắc mắc hãy liên hệ với mình qua đường link Facebook mình để ở phần mô tả nha anh em. Rồi, tạm biệt tất cả anh em.